Cái phần này ấy, cái phần này là do tóc rất là ít, thì thường sẽ thực hiện bằng cách plait, có nghĩa là mình sử dụng NV để lâm. Tuy nhiên ở cái hai phần bên này tóc mọc rất là sâu, thì thường sẽ bị rất dễ dối lên trên nhiều. Anh đưa em cá nhanh nhau. Và nó sẽ giải phóng được cái phần tóc ở cái phần mọc sâu đây. Tóc này có một cái điểm là ở giữa thì mọc rất là cao và tóc sẽ mọc xuyên sang hai bên, thì đây là thức cắt để mình xử lý để làm đầy lại phần giữa và nó loại bỏ tóc đi cái phần hai bên. Thank you.
Duyên ơi, sẽ khô. À, đây là một cái mái tóc mà Cường thực hiện cắt ở level 3 ha. Cắt là thiết kế không liên kết. Okay. Tóc này cần sấy khô là xong thôi anh em ạ.